Vâng, xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha Latte phiên bản 125 phân khối của năm 2024 các bạn nha, với một phiên bản màu đỏ đấu bóng rất đẹp luôn. Hiện tại màu sắc này đang được trang bị trên tất cả những mẫu xe của Yamaha Motor Việt Nam. Đây là một màu sắc xu hướng của năm 2024. Và thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ review qua về mẫu xe, báo giá cụ thể trong thời điểm hiện tại, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới dòng xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Cơ bản tổng thể thiết kế của nó là cao cấp đấy, đẹp, đáng để quan tâm, rất tôn dáng chị em phụ nữ các bạn nha. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Honda Lead phiên bản 125 phân khối. Tuy nhiên thì chóa đèn trên mẫu xe vẫn sử dụng bóng halogen mà thôi, kể cả hệ thống đèn pha, đèn cốt, đèn xi nhan, đèn hậu của xe. Vị trí sàn để chân rộng rãi các bạn có thể nhìn ngắm trên màn hình. Tổng thể thiết kế của nó khá là thon gọn, mình thì mình thấy còn đẹp hơn ấy so với dòng xe Honda Lead các bạn nha, bởi tính thon gọn và tiện dụng của nó. Trọng lượng nhẹ chỉ 100kg, các bạn lưu ý thêm cho mình như vậy. Có bình xăng di chuyển ra phần phía trước. Hiện tại bình xăng lên tới dung tích là 5,5 lít. Trang bị cho xe là khối động cơ Blue Core 2 van 4 kỳ SWC làm mát bằng không khí. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe làm khá là đẹp. Vị trí tay dắt được làm cứng cáp, nhìn rất là cao cấp, kể cả vị trí yên xe. Đây cũng là một phiên bản cao cấp của mẫu xe các bạn nha. Hiện tại thì mẫu xe đang có công suất lên tới là 6,05kW, mô men xoắn là 9,7Nm. Mặt đồng hồ là sự kết hợp Gyrolux và LCD, cái này tương tự giống dòng xe Honda Lead thôi. Vẫn có nút tắt bật đèn của xe. Trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Hiện tại mẫu xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FPI nên khả năng tiết kiệm nhiều của nó khá là vượt trội, khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,8 lít trên 100km. Tiết kiệm xăng hơn so với dòng xe Honda Lead. Honda Lead hiện tại ăn xăng ở mức là 2,1 lít cho phiên bản mới nhất năm 2025. Mình thì mình đánh giá cao với kiểu dáng thiết kế màu sắc của mẫu xe này. Tuy nhiên vì là sinh sau đẻ muộn về Việt Nam chúng ta sau này nên sức ảnh hưởng của nó không thể bằng được so với dòng xe Honda Lead các bạn nha. Phần nào đó thì doanh số cũng sẽ bị ảnh hưởng, hạn chế hơn khá nhiều so với dòng xe Honda Lead. Với một số thông số kỹ thuật trên xe, mình có thể điểm qua một chút để các bạn có thể tham khảo như sau. Về thông số kỹ thuật thì hiện tại với độ cao yên ở mức là 790mm, các chị em phụ nữ vào góc giá vào khoảng tầm 1,5m trở lên điều khiển mẫu xe này hoàn toàn ok. Thêm nữa là chiều dài cơ sở của xe là 1275mm và khoảng sáng gầm xe là 125mm. Hiện tại thì khoảng sáng gầm xe của mẫu xe này có nhỏ hơn một chút so với dòng xe Honda Lead. Honda Lead đã nâng lên từ 120 lên 140 cho phiên bản mới năm 2025 rồi các bạn nha. Và điều đặc biệt là mẫu xe này ngăn chứa đồ cũng ngang ngửa như dòng xe Honda Lead mà thôi. Khi trang bị ngăn chứa đồ lên tới 37 lít để các bạn có để được rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của dòng xe Yamaha Latte phiên bản 125 này các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì mẫu xe được trang bị 2 phiên bản với mức giá bán chênh lệch nhau không là nhiều lắm đâu, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đối với những màu sắc tiêu chuẩn của mẫu xe thì giá bán của nó vào khoảng tầm 38 triệu 300 các bạn nha. Còn với những phiên bản giới hạn màu mới như các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây thì giá bán của nó sẽ vào khoảng tầm 38 triệu 800 nghìn đồng. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký. Các bạn lưu ý cho mình ở giá bán của mẫu xe Yamaha Latte phiên bản 125 này các bạn nha. Chỉ từ 38 triệu 300 đến 38 triệu 800 nghìn đồng mà thôi. Đây là một dòng xe với thiết kế sang trọng, trang bị khối động cơ khá là mạnh mẽ 125 phân khối, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng khá là vượt trội 1,8 lít trên 100km, nằm trong top những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam chúng ta. Một số điểm mà các mình nghĩ rằng các bạn đáng để quan tâm khi lưu ý lựa chọn tới dòng xe này chính là xe được trang bị hàng loạt những tính năng như là Smart Key này, cốp để đồ với dung tích lớn này, rồi nắp bình xăng tiện lợi này, cùng với đó là vị trí sàn để chân rộng rãi, trang bị đầy đủ điển hình tiên tiến, đáng để quan tâm. Đấy là một số những nội dung mình muốn chia sẻ thêm với các bạn cùng tham khảo về dòng xe này. Mức giá bán như vậy mình nghĩ là hợp lý rồi, đang rẻ hơn so với dòng xe Honda Lead phiên bản 125 khá là nhiều. Hiện tại Honda Lead thì đã có những cái phiên bản được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS rồi các bạn nha. Nhưng giá bán của nó thì cao hơn rất nhiều, gần chục triệu đồng so với dòng xe Latte ở đây. Khi mức giá bán của nó lên tới là 46 triệu 200 cho phiên bản phanh ABS. Còn những phiên bản không có ABS thì giá bán của nó cũng dao động từ 39 cho tới 41 triệu 600 nghìn đồng. Cụ thể tiêu chuẩn là 39, còn phiên bản cao cấp là 41 triệu 600 nghìn đồng.
Thậm chí phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe Honda Lead đang cao hơn cả phiên bản giới hạn của dòng xe Latte. Latte giới hạn mới chỉ là 38.800 thôi. Đây là một số chia sẻ thêm của bạn cùng tham khảo như vậy. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc điện thoại 0983154222 sẽ đang tư vấn cụ thể về mẫu xe Latte này các bạn nha. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đến đại lý các bạn nào tôi đang giới thiệu ấy, sẽ được giảm giá bán của xe một chút nữa cho các mẫu xe này. Hiện tại thì mức giá bán của mẫu xe Latte nói riêng cũng như giá bán của các mẫu xe Yamaha đều đang có mức giá bán ổn định, gần như ngang ngửa với giá bán đề xuất của hãng thôi các bạn nha. Không chênh lệch nhau quá nhiều đâu, các bạn lưu ý thêm cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.